Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên một đợt mới. mình sẽ ăn cái bánh bích quy với lại ăn cái kia, vừa tăng sức đánh vừa tăng máu. Mình lúc đấy lại vẫn cứ ngố là mới chỉ có ăn cái phần tăng sức đánh với tăng máu thôi, chứ lại cũng không tăng thêm cả ăn cả cái mana nữa. Đầu đất vậy cái gì. Bây giờ thì máu nhiều cho nên mình có thể quẩy con phù thủy thoải mái. Đúng không ạ? Nó chuyển thôi. Thì EBL2 nó có mấy cái bãi VIP ý. Thì bãi VIP vừa rồi là mình chạy vòng vòng ở chỗ con mấy con sói đấy, ở trên đoạn trên đấy. Còn bãi VIP thứ hai chỗ con phù thủy là ngay ngay đầu cái chỗ Morve luôn ấy. Đầu chỗ Morve thì bạn đi sang bên phải phát là có ngay đầu đấy luôn, cả phù thủy lẫn sói. Thì bãi VIP thứ ba là chuyên về mấy con phù thủy này. Đấy, thì bây giờ mình đang đi xuống này, đi xuống dưới một đoạn nữa là đến cái bãi VIP đấy rồi. Thì bãi VIP này nó có 4 hay 5 con gì đấy, nó luân phiên nó xuất hiện. Thì bởi vì mình mới đánh ấy, nhìn đam mình chưa có nhiều. Đây, chỗ đoạn này. Đấy, chỗ đoạn này sẽ là bãi VIP này. Đấy. Thì nó có 4 3 4 3 4 5 con nó xuất hiện luân phiên ấy. Thì là mình giết được xong con này thì con khác nó xuất hiện rồi. Cho nên là nó sẽ luân phiên đánh như thế, thì mình cũng không cần phải chạy vòng vòng cho lắm. Đấy, đúng không ạ? Đấy, thì tỷ lệ chết là cũng ít hơn. Rồi ok. Thì cái này mình cũng chỉ có chan đủ để mặc đồ này. Mình nhớ là chan mặc đồ xong rồi đến mặc hết đồ xong này là đi 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 lên đá PS3 thì phải. Rồi ok, đứng chỗ này chan một chút nhá. Thì mình cũng sẽ lại tua tiếp một tí. Ok. Đây rồi, chào các đồng dân. Chúng ta đến đá PS3. Thì đá PS3 này thì mình có mặc được thêm mấy món đồ rồi, nhưng mà mình chưa có mặc áo mặc mũ. Mình mới chỉ đang mặc có quần tay với lại giày thôi. Ở đá PS3 này mình có thể chạy đánh kéo quái lại tụ một góc ấy, xong nó chạy marathon ấy, xong nó quẩy hỏa xích long. Bởi vì hỏa xích long nó cái khoảng cách đánh nó rất là rộng, 6 đơn vị đấy, cho nên mình có thể đánh như thế này đấy. Mình vừa chạy marathon mình vừa đánh, tất nhiên là do mình có nhiều máu ấy, thì mình thấy nó dễ chịu hơn, đỡ hơn, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ sẽ như này đấy, mình chạy cứ chạy quay quay như này thôi để quấn lại, quấn quái lại, xem là mình sau đó mình đánh thì nó sẽ đánh được ba bốn con liền một lúc, chứ không phải đánh tay bo như này. Nhưng mà nó cũng hơi mất thời gian đấy, chứ cũng chả ấy đâu. Đó. Mình chạy vòng vòng ở đá VS này, Charm đến level 3, trên 30 gì đấy. Sau đó bắt đầu là lên EBL3. Bây giờ mình sẽ tua qua một chút nha. Ok, bây giờ mình sẽ lên EBL3. Đó, đánh ở đây một tí. Và chạy lên cái bãi và chạy lên cái map thứ hai. Cái bãi đầu tiên chứ. Cái bãi cái con nhóc nhóc mà nó lém ấy. Đi mình thử đi sang map bên kia cầu nè. Bởi vì bên bên đây cầu bên sang map chính ấy thì mấy cái con này nó đánh đau đau thật, nhưng mà nó là đánh gần đấy, mà trong lấy đắc lót của mình đeo rơi này, đúng không, uống ách tách này, đúng không, thì lực đánh mạnh hơn. Thì trước khi nó đi vào mình, nó đi vào đứng sát gần mình thì nó đã chết rồi, cho nên là mình có thể
triển được. Mấy ba bit có người hết rồi. Mình đang đánh nhà server, mình đang đánh nhà server 1, server code. Thì những cái server đầu nậu ấy thì đa số là toàn bị có người thành support hết rồi. Sẽ không có support đâu. Đó, cái này thì mình cứ chạy vòng vòng mình đánh thôi. Thực ra thì bởi vì mình cũng chả cần phải vào support chính làm cái gì. Cái này lực quái của mình đánh cũng không thể chết kịp. Cho nên mình chỉ cần kiếm cái support nào nó, kiếm cái bãi nào nó 1-2 con lính thôi. À, 3 con lính là đẹp. Cái này là ông này là ông RF, không KS nổi. Bởi vì có set Lucky dồn đam nhảy hai nhảy là chết rồi. Đây là mình không cái được để mình đi luôn. Ok, cho nên mình thua tiếp nhé. Cái chỗ này là chỗ của bãi Jungeon nhá. Thì ngoài cái việc ở EBL 3 ra thì các bạn có thể đánh ở Jungeon 3. Đấy, Jungeon 3 thì nó cũng có 3-4 spot như thế. Bạn chạy vòng vòng ở trong cái ô này, chỗ nào có quái thì các bạn ra đứng. Đấy. Đây, đây là con Sum thì mình có thể KS được này. Mình KS được thì mình lên mình KS luôn này. Nhưng mà này hình như là quái đánh đứng sát hơi nhiều, tỷ lệ chết hơi cao, khá là cao. Đúng không? Đây thì cứ vậy thôi, mình túc tắc nhỉ. Hả? Bây giờ mình đã tua tiếp tí nữa nhỉ. Mình gặp bác cái ép. Trên này mình phải đổi support xuống Atlan. Bởi vì điểm của EBL 3 này, Jungeon 3 này và Atlan 1 này, nó đều có cái tỷ lệ xem với nhau ấy. Đấy thì mình có thể là thay đổi luân phiên một trong ba cái nơi chan như vậy. Thì như bình thường ấy là Atlan là nó quái có vẻ nó khá là hiền. Mình nghĩ là vậy. Cho nên là mình có thể chan được. Đấy. Thì nói chung là chỗ nào mà quái mà ra nhanh, mình dứt điểm nhanh, có lẽ mình đánh quái chết. Chết nhanh, đánh 2-3 skin là quái chết thì là tốt nhất. Bởi vì như thế sẽ đỡ tốn mana là một. Quái nó không kịp vào mình là hai, là nó đã chết rồi. Thì cái tỷ lệ nó bắn mình, nó đánh mình ấy, thấp hơn soi và ít hơn, cho nên là tỷ lệ chết đỡ, sẽ đỡ hơn. Đấy, nhưng mà từ nãy giờ mình chết mấy lần rồi. Rồi ok, chạy vòng thì ở những cái chỗ spot bên trên ấy
chắc chắn một điều là vòng vòng xung quanh bên trên là toàn mấy ông cày gen các thứ, là hoặc là mấy người chơi mới là cái hết spot rồi, sẽ không còn support đâu. Đấy, cho nên mình bắt buộc phải đi vòng xuống bên dưới này. Đấy, vòng xuống bên dưới này thì ở bên dưới này nó là thuộc dạng một cái gọi là một cái dạng spot đẳng cấp nó cao hơn. Đấy, chơi là nó không còn cái tỷ lệ mấy cái rác rác nó rơi nữa. Đấy, đúng không ạ? Nó không còn mấy cái rác kia rơi nữa, cho nên là mấy ông cày gen các thứ là cậu không xuống đây. Với lại bởi vì nó xa quá cho nên cậu không xuống, đi nó mất thời gian. Bởi vì bạn bảo là cày gen thì người ta phải cần đứng ly tí một để người ta cày gen, mà bây giờ lại đi nó xa quá, nó mất thời gian như vậy thì trên này cậu sẽ không cày. Đấy, thì là mình sẽ chan ở cái support này, sẽ chan chính support này và chan ở bên EBL3. Đấy, và bên Jungeon 3, một trong ba nơi. Những nơi nào mà bị cái ad thì sẽ lân phiên nhau chạy ra đây. Đấy, có điều là Atlan thì nó bị nó đi hơi xa tí thôi. Rồi ok, mình sẽ chan đến lúc mình đi ngủ, là tèo tèo như này lúc mình đi ngủ. Thì bây giờ đang rơi tầm 12 giờ, hơn 12 giờ. Thì mình đi ngủ tầm độ 1 giờ 1 rưỡi gì đấy. Rồi ok, mình sẽ chan như này nhá.